Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết du lịch tối nay của kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, những ngày này, các tỉnh miền Bắc tiếp tục ấm lên khi nhiệt độ về đêm vẫn trên đà tăng nhẹ. Không còn rét nữa mà thay vào đó là cảm giác lạnh lạnh khá dễ chịu. Sáng sớm khoảng từ 4 đến 7 giờ, hiện tượng sương mù có phần gia tăng hơn khi mà đới gió đông nam đưa ẩm từ biển vào đất liền. Do vậy tầm nhìn tại nơi đây giảm khá mạnh vào thời điểm này. Sau 8 giờ khi nắng lên, trời vỡ mây và sương tan đi, nắng ấm sẽ bao trùm toàn miền Bắc. Nhiệt độ ngày hầu hết các nơi đều từ 23 độ trở lên. Riêng khu vực Tây Bắc, một vài nơi nhiệt độ xấp xỉ 30 độ. Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế cũng duy trì trạng thái thời tiết tương tự như là Bắc Bộ. Tuy nhiên tại đây nền nhiệt sẽ có phần cao hơn miền Bắc, khoảng từ 1 đến 2 độ, về đêm và sáng sớm trời lạnh. Đối với các tỉnh từ Đà Nẵng xuôi vào Bình Thuận, thời tiết trong 24 giờ tới duy trì trạng thái khô ráo, trời hầu như không mưa ngày nắng. Có thể nói thời tiết ổn định cùng với sóng gió trên các vùng biển cũng tiếp tục suy yếu, cho nên thời điểm này du lịch biển cũng trở nên thuận lợi hơn với du khách. Tại khu vực Quy Nhơn đến Bình Định, tiết trời tháng 3 khá ôn hòa. Nơi đây cũng nổi tiếng với những bãi biển đẹp như bãi Trứng hay còn gọi là bãi Hoàng Hậu, bãi Xếp, bãi Kỳ Co. Thời điểm cuối tuần quý vị và các bạn có thể lên kế hoạch khám phá vùng đất này. Tại khu vực Tây Nguyên và các tỉnh miền Nam, thời tiết chủ đạo trong những ngày cuối tuần vẫn là nắng nhiều và không mưa. Tuy nhiên với khu vực cao nguyên, thời tiết dễ chịu do lợi thế địa hình, còn với Nam Bộ, cái nắng cuối tuần đang có xu hướng diễn ra gay gắt hơn. Sự hoạt động mạnh của trường phân kỳ gió trên cao sẽ khiến cho nắng nóng mở rộng hơn tại các tỉnh miền đông của Nam Bộ, với mức nhiệt tại đây sẽ dao động từ 35 cho đến 36 độ. Do vậy, đến với Nam Bộ thời điểm này, du khách cần lưu ý với cái nắng trưa chiều để đảm bảo cho mình sức khỏe tốt. Vừa rồi là những xu thế thời tiết chung cho các khu vực trên cả nước. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi những thông tin thời tiết cụ thể cho các vùng du lịch trên đất liền và hải đảo trong đêm nay và ngày mai. Tại khu vực vùng núi Tây Bắc, nhiều mây, có mưa vài nơi, ban đêm trời còn rét, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Tại Sapa có mưa nhỏ, nhiệt độ trong ngày trong khoảng từ 12 cho đến 17 độ. Tại Tam Đảo không mưa, nhiệt độ dao động từ 15 cho đến 19 độ. Và tại Điện Biên không mưa, nhiệt độ thấp nhất là 16 độ và cao nhất là 26 độ. Sang đến các điểm du lịch phía Đông Bắc Bộ, trời cũng nhiều mây, có mưa vài nơi, ban đêm khá lạnh, sáng sớm có sương mù rải rác, nhất là vùng ven biển và khu vực gần sông Hồ, nên quý vị cần chú ý nếu lưu thông trên đường trong thời điểm này. Sang đến ban ngày sương sẽ tan nhanh, cùng với đó trời giảm mây và nắng ấm, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan khám phá. Tại Hà Giang, Hạ Long và Hải Phòng, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 18 cho đến 19 độ, cao nhất tăng lên mức từ 24 cho đến 25 độ. Tại khu vực miền Trung phía Bắc đèo Hải Vân, đêm và sáng trời nhiều mây và khá lạnh. Ngoài ra sáng sớm còn có sương mù rải rác do hoạt động của đới gió đông nam đưa ẩm từ biển vào đất liền. Ngày giảm mây trời nắng, tại Sầm Sơn, Phong Nha, Kẻ Bàng và thành phố Huế, thời tiết khá khô ráo, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 18 cho đến 19 độ, cao nhất là khoảng 24 đến 26 độ. Thời tiết khu vực miền Trung phía Nam đèo Hải Vân trong 24 giờ tới khá tốt và thuận lợi cho các hoạt động dã ngoại của du khách. Tại Đà Nẵng và Hội An, không mưa, đêm và sáng sớm trời còn nhiều mây và khá lạnh, trưa chiều giảm mây hửng nắng ấm. Nhiệt độ trong ngày từ 19 cho đến 27 độ. Còn tại Bà Nà, thời tiết khô ráo nhưng đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất là 15 độ, cao nhất là 22 độ. Dọc theo khu du lịch biển Nam Trung Bộ, thời tiết đẹp cùng với sóng gió duy trì cường độ trung bình yếu, nên du khách có thể yên tâm tắm biển, tham gia các trò chơi trên biển hay khám phá các đảo. Tại Nha Trang, Mũi Né và Vũng Tàu, trời không mưa, nhiệt độ thấp nhất là 23 cho đến 24 độ, cao nhất là 29 đến 32 độ. Nếu quý vị lựa chọn đến với khu vực Tây Nguyên, đây cũng là nơi lý tưởng cho du lịch vào dịp cuối tuần này. Tại Pleiku và Buôn Ma Thuột, không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất là 17 đến 18 độ, cao nhất là 30 cho đến 31 độ. Tại Đà Lạt, thời tiết khô ráo, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 14 cho đến 24 độ. Trong những ngày cuối tuần này, thời tiết Nam Bộ sẽ phổ biến đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông nắng nóng. Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất là 23 cho đến 24 độ, cao nhất là 34 đến 35 độ. Và tại U Minh, nhiệt độ ở vào khoảng từ 25 cho đến 33 độ. Trên các vùng biển phía Nam, thời tiết và sóng gió ổn định nên ủng hộ cho những chuyến tàu du lịch ra đảo. Cụ thể tại Côn Đảo, mây thay đổi, không mưa, gió Đông Bắc cấp 4 có lúc cấp 5, biển bình thường. Nhiệt độ trong ngày khoảng 25 cho đến 31 độ. Còn tại Phú Quốc, mây thay đổi, không mưa, gió nhẹ, biển êm.
nhiệt độ từ 25 cho đến 33 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết du lịch tối nay của VTC14. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!